Tại sao hắn là Âu Minh của Thiết Sa Phái mà? Tên này không phải là đinh tú của thằng Long Phái sao? Chẳng lẽ hai phái này đã thần phục thánh đạo? Bảo chủ, theo nhân nghĩ cho rằng hai phái đó đã quy hàng Niếp Tiểu Phụng. Ngoại trừ như vậy ra, tôi không thể nào nghĩ ra được có nguyên do khác. Khi tôi được tin thánh đạo tấn công Thiếu Lâm, chúng tôi lập tức tới đây tăng viện. Nhưng ở dọc đường, tôi nhận được một câu truyền tin nói Thiết Sa Phái và Thần Long Bang đã xảy ra chuyện. Do đó chúng tôi lập tức tới đó. Nhưng mà khi chúng tôi tới chỗ thì hai phái đã vắng hết bóng người. Tôi biết là đã có chuyện không ổn, nhưng mà tôi không thể ngờ họ lại tham sinh quý tử mà đi đầu phục thánh đạo, chống đối lại chánh đạo. Dũng tâm của Niếp Tiểu Phụng thật độc ác, tạo cho người các phái của mình tự tàn sát lẫn nhau để y có thể ngồi hưởng đắc lợi. Kẻ này đây mà không tiêu diệt lập tức thì chắc chắn là hậu quả vô cùng. Phương trưởng, y đã khiêu khích Thượng Quan Bảo rồi tấn công Thiếu Lâm, rõ ràng quá kinh kỳ người. Mình không thể nào thả hổ về rừng được. Được bảo chủ trợ giúp, dĩ nhiên là bằng tăng tin tưởng. Phương trưởng không cần khách sáo, Niếp Tiểu Phụng này quá thật hiểm độc. Cũng như vừa rồi, họ đã đột kích bọn ta ở sườn núi, nhưng mà đánh rồi rút liền. Tôi thật là chưa hiểu được họ muốn bày cái trò gì đây. Có lẽ là ban đầu họ cho là đắc thắng, rồi tới lúc đấu với nhau mới phát giác là không có được ổn, cho nên lập tức rút lui. Có thể, nhưng mà ta tin tưởng Niếp Tiểu Phụng không bao giờ chịu bỏ qua đâu. Bảo chủ, xin ông yên tâm, Bần Tăng đã cho tăng cường sự phòng thủ rồi. Tuy Thiếu Lâm Tự không phải là thành đồng vách sắt, nhưng mà Niếp Tiểu Phụng muốn lọt qua khỏi 36 lớp tầm mắt của đệ tử tôi không phải là dễ đâu. Được phương trưởng chuẩn bị như vậy, tôi đây rất là yên tâm. A Di Đà Phật. Sư phụ, nếu như bây giờ mình án binh bất động để cho Thiếu Lâm Tự được tăng diện, thì họ sẽ tấn công mình hai mặt, như vậy mình sẽ thua thiệt lắm. Sư phụ, không thôi mình tốc chiến tốc thắng, tấn công bất ngờ. Hồi nãy các người đã thử rồi, ta đâu có thấy các người thắng được. Hồi nãy nếu như không phải là Tam Sư Muội ở đó cản mũi, thì người của Thượng Quan Bảo đã bị bọn con giết sạch rồi. Còn nói nữa, nếu không phải do các người tự quyết định, đâu có bị tổn thương nhiều như vậy. Thiếu Lâm và Thượng Quan Bảo trước sau gì ta cũng phải lấy. Không gấp, cứ chờ thêm 3 ngày nữa. Sư phụ, sao phải chờ thêm 3 ngày nữa? Sư phụ muốn dàn cảnh Khổng Minh mượn gió đông. 3 ngày sau sẽ thổi gió đông, lúc đó mình rải thuốc độc trong ngọn gió, tự nhiên sẽ thổi tới Thiếu Lâm. Sư phụ, người thiệt là anh minh. Đúng vậy, tới lúc đó sư phụ khỏi cần hao sức, cũng có thể giết tới họ không còn một manh giáp. Cho nên trong vòng 3 ngày nay, các ngươi đừng có hành động cẩu thả, làm bại hoại chuyện của ta, nghe kỹ chưa? Dạ sư phụ. Xem ra chỗ này là nơi phóng độc của họ. Có thể mấy cống kia là chỗ để phóng độc đó, mình phải nhanh tiêu diệt họ. Kẻ thù tới. Cẩn thận. Đại Phương, hôm nào nhất định phải chết. Nhị đệ, mau bố cầm đi. Đại ca, chạy đi, chạy đi. What?
đi Thiếu Hiệp. Lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Cái đám yêu phụ yêu nữ này, ta coi các ngươi làm hành bao lâu, trước sau sẽ bị giết sạch hết. Không kịp. Ta lọt vào tay các ngươi, đã Dương Trù là mất mạng mà. Dường như có khí thế lắm, nhưng mà không biết thiệt hay giả. Vậy hãy để cho đệ tử thẻo tịch của hắn, coi hắn còn cứng đầu nữa hay không. Khoan đã. Sư phụ, giết hắn và giết những người trong chùa chỉ là chuyện hả hơi nhất thời. Vậy thì ý của người, hắn là chó của Thượng Quan Thiên Bằng, chúng ta giữ mạng hắn lại, có thể sẽ cầm chân được người của Thiếu Lâm và Thượng Quan Bảo. Ta có thể không giết hắn, nhưng mà không phải để lấy hắn quỳ hiếp họ. Ta phải chính mắt coi họ tới cứu người như thế nào. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.